Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng gần xa trên toàn quốc nhé. Hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể các bác một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Chiếc xe được mang tên là Mazda 626 các bác nhé. Biển 29M3609, biển rất là đẹp đúng không ạ? Và vẫn là biển 4 số từ ngày xưa. Chiếc xe vẫn được sơn là màu trắng. Và chiếc này được sản xuất năm 2001, số sàn và với động cơ là 2.0. Thông tin của xe thì bên em cũng đã được dán lên phần kính này rồi. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá là nhô 100 triệu một tí thôi các bác ạ. Chỉ nhô 100 triệu thôi. Đấy, nhô một chút xíu thôi nhá, chứ không phải nhô nhiều đâu ạ. Các bác nhìn cho em này, nước sơn rất là bóng này. Nước sơn rất là bóng đẹp này. Đèn pha cũng vậy. Lốp thì vẫn còn tương đối dày các bác nhá. Mình chạy thoải mái luôn. Dòng xe Mazda 626 là một trong cái dòng xe được xếp vào hạng phân khúc D. Phân khúc hạng D các bác nhá. Đây, rất là dài rộng, rất là to cao. Rất dài rộng to cao. Hạng D thì cùng hạng với lại dòng xe Camry. Đấy, các bác nhà mình nếu mà hiểu về từng hạng một thì các bác biết là nó có từ hạng A, hạng B, hạng C, hạng D này. Đấy. Hạng này là hạng D, hạng cao cấp các bác nhá. Mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, rất là lành tính, rất là bền bỉ luôn. Chạy rất là sướng và đầm chắc. Đồ đạc phụ tùng thay thế thì cực nhiều và rẻ rồi. Nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất bên trong đây nhá. Tiếp sẽ quay kỹ cho các bác xem phần nội thất sau. Em mời các bác xem phần ngoài trước đã nhá. Các bác xem video cho em. Xem hết video để được tìm hiểu sâu hơn về chiếc xe này. Xem chiếc xe này các bác nhà mình có xứng đáng mình bỏ số tiền là quanh 100 triệu ra để mua không nhá. Em sẽ giới thiệu từng phần một cho các bác xem. Về nước sơn nhá, nước sơn thì các bác nhìn cho em này, rất là sáng bóng này. Đấy, rất là bóng bẩy. Bốn kính điện và kính của xe thì cũng được dán màu đen rồi, dán 3M rồi. Thân vỏ của xe đẹp các bác nhá. Trong này thân vỏ phân khúc hạng D cho nên nó rất là cứng. Và đảm bảo cho bác là không bị tai nạn gì. Không bị đâm đụng, không bị tai nạn. Chiếc xe các bác nhìn cho em này rất là dài đúng không ạ? Rất là dài, rộng, to cao. Đèn sau cũng rất là sáng đẹp này. Cốp cũng rất là rộng các bác nha. Mà cái mẫu xe thấy là cũng rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Bây giờ mà các bác bỏ ra tầm khoảng loanh quanh 100 triệu thôi thì tất nhiên thì cũng sẽ có rất là nhiều những dòng xe khác, dòng xe Hàn Quốc nữa đúng không ạ, rất là nhiều. Nhưng mà để có một con xe mà nó to cao dài rộng và lại bền bỉ chắc chắn như con xe này thì không phải là con xe nào cũng làm được, phải không bác? Các bác tìm hiểu về xe thì mình cũng biết rồi, đến từ hiệu Mazda cơ mà đúng không ạ, rất là lành tính, bền bỉ, phụ tùng thì cực nhiều và rẻ thôi. Lốp na răng các kiểu đây. Đấy, form vỏ đẹp các bác nhá. Các bác mình thích chiếc xe này mà ôm chiếc xe này, muốn chốt chiếc xe này, các bác cứ alo. Đấy, khi alo chốt xong thì một các bác đến xem xe trực tiếp lấy xe về, hoặc là các bác alo để được chốt giá, chốt xe. Và khi chốt xong thì bên em có thể là giao xe, mang xe, chuyển xe tới tận nơi, tới tận nhà để các bác nhà mình xem. Các bác xem nốt, các bác xem xong mình xem mình ưng, mình trả tiền các bác nhá. Đấy, sơn xi rất là bóng đẹp đây. Một chút nữa thôi thì em sẽ mời các bác xem vào bên trong nội thất. Mazda này thì hiện tại cửa hàng em đã có hai con nhá, một con màu đen nữa, một con màu đen nữa. Đấy, màu đen thì nó với tầm tiền là hơn 100 triệu thôi. Để các bác xem cho em phần đầu này. Cặp đèn pha sáng trong, sơn xi bóng đẹp đúng không ạ? Tất cả chức năng của xe đang hoạt động bình thường nhá. Điều hòa mát, điện đóm đầy đủ hết các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện. Tiếp tục thì là phần nội thất bên trong đây này. Đấy, các bác cùng xem
chi tiết. Đây. Một vài chỗ hơi bẩn một chút thì các bác về mình vệ sinh nhé. Ra là bẩn thì cũng không quan trọng đúng không? Quan trọng là chất lượng thôi. Bộ ghế da được bọc hai màu. Về phần táp lô, vô lăng, cú số đây. Sàn bọc da các bác nhé. Các bác đợi em một chút. Rồi. Vừa giờ là bị chốt khóa bên trong. À, tiếp tục các bác cùng xem. Nội thất của xe thì nó không có bị xấu chỗ nào cả, chỉ bẩn thôi các bác nhá. Chứ còn thì không bị nhàu lát, không bị gãy vỡ rách dưới chỗ nào cả nhá. Đây phần phần ghế sau. Phía sau đây được trang bị có hai loa này. Trần của xe này vẫn là trần lý nhé. Các bác muốn cho nó sạch hơn thì về mình bọc da vào thì nó sạch sẽ, lau chùi dễ hơn. Các bác tiện mình đang ngồi xem, đang rảnh tay cho em xin nút like nhé. Nhấn like, nhấn like và nhấn chia sẻ em với. Và có một điều em muốn nhấn mạnh với các bác là các bác muốn xem và tìm hiểu những mặt hàng, những chiếc xe mà bên em đang có thì mời các bác đến cửa hàng trực tiếp bên em, hoặc là các bác nhà mình chưa đến được thì mình hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn đăng ký theo dõi, bấm hình quả chuông để mỗi một video nào bên em tải lên, đưa lên các bác sẽ được nhận sớm, không bỏ lỡ video nào cả. Và tầm phân khúc chiếc xe này thì bên em cũng có một chiếc xe mang tên là Toyota Corolla, Corolla máy 1.6 phun xăng điện tử mới mua xong nhá. Chiếc xe đấy thì em mua lại cùng một thằng em nó ở gần cùng em nhé, biển 42288, biển rất là đẹp. Và thằng em này thì nó mua lại của một cơ quan thanh lý ra. Đấy, cơ quan thanh lý. Đây là chất lượng của xe khá là ok. Xe cơ quan thì bao giờ các bác biết là nó cũng sẽ đẹp đúng không ạ? Tiếp tục phần nội thất bên trong. Đấy, ghế này thì đang tụt về phía sau, em sẽ đưa nó lên nhé. Rồi. Đây các bác xem cho em phần nội thất. Với số tiền không cao mà các bác đã mua được một chiếc xe ô tô sử dụng cho cả gia đình dùng rồi, đúng không ạ? Một mẫu xe mà có thể thay xe máy được. Chiếc này có màn hình và có khóa khiển các bác nhá, điều hòa mát lạnh. Đây táp lô đây. Táp lô của xe nhìn cũng không bị mất mốt, mất dáng đúng không ạ? Và không bị cổ đúng không ạ? Đây là một cánh tiếp tục, cánh tiếp theo, một cánh gọi là cánh cuối cùng. Một số vị trí thì về mình làm đẹp chút nữa các bác nhé. Đây ạ. Thực ra là xe cũ thì như này là khá là ổn rồi, khá là ok rồi. So một chiếc xe cũ mà đời thấp và với số tiền các bác bỏ ra là không nhiều đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là máy số của xe, máy số gầm bệ, chiếc xe còn chạy rất là ngon các bác nhá. Những vấn đề chính của xe là không hề bị kém luôn, chỉ kém về vấn đề là hình thức thôi. Sau một thời gian sử dụng thì nó chỉ kém về hình thức thôi các bác nhá. Sang tên bình thường, đăng kiểm thì vẫn còn dài. Dòng này thì đăng kiểm 6 tháng một lần. Hết đăng kiểm thì mình lại đi đăng kiểm mất hơn triệu các bác nhá. Mất hơn triệu đồng thôi. Chiếc xe về hình thức lộ ngoại thất em quay rồi. Bây giờ em quay phần khác. Phần quan trọng của chiếc xe. Đây là em quay phần quan trọng của chiếc xe nhá. Bác thiện chí chiếc xe này cứ alo nhá, cứ alo đừng ngại, cứ alo. Bây giờ bắt đầu quay phần động cơ đây, nó lại chút em bấm vào mô này. Cái máy 2.0 phun xăng điện tử nhá.
với cabo đây, thì trông nóng nó vẫn còn. Máy khô khan sạch sẽ, đồ êm các bác nhé. Đây thì đây là phần động cơ của chiếc xe Mazda 626 này. Các bác quan tâm alo trực tiếp để bên em tư vấn thêm. Em đọc đại số điện thoại nhé, là số 093 8586 307, hoặc 0389 000 555, hai số chính, hai số mà bên em dùng cả Zalo luôn. Địa chỉ em đọc lại là 166 Hồng Châu, em đối diện, em đối diện nhá, 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. Video này em quay xong rồi, các bác thấy chiếc xe ưng, các bác muốn sở hữu nó, các bác nhanh tay alo nhá. Mẫu xe mà tiền thì không cao mà rất là lành bền, đúng không ạ? Rồi, video em xin được kết thúc và xin được gặp lại các bác vào những cái chương trình, những cái video quay xe tiếp theo lần sau các bác nha.